Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Hồ Nhất Thiên và những vai diễn gây thương nhớ trên màn ảnh hoa ngữ dù mới bước vào làng giải trí chưa đầy 5 năm, nhưng Hồ Nhất Thiên đã bỏ túi khá khá những vài diễn đặc sắc để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sở hữu ngoại hình điền trai cùng khả năng diễn xuất tốt, nhưng Hồ Nhất Thiên bước vào làng giải trí xứ trung khá muộn, năm 23 tuổi. Tuy nhiên, ra mắt vào giai đoạn 90, nam diễn viên liên tiếp được mời thủ vai chính trong loạt phim truyền hình đình đám, nhanh chóng trở thành nam thần thanh xuân trong mắt người hâm mộ. Ra mắt vào năm 2017, bộ phim ngôn tình ngọt ngào về đề tài học đường thanh xuân, gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, nhanh chóng nổi tiếng và tạo nên cơn sốt tại nhiều nước châu Á. Đây cũng là tác phẩm đưa tiền tuổi của Hồ Nhất Thiên bỗng chốc vụt sáng giữa làng giải trí xe buýt. Gửi lời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta kể về chuyện tình giữa cô nàng hậu đầu Trần Tiểu Hy do Thẩm Nguyệt thủ vai và chàng sái ca kiêu ngạo Giang Thần do Hồ Nhất Thiên thủ vai. Tiểu Hy là cô gái ngốc nghếch ngây thơ nhưng rất tự tin, mạnh mẽ theo đuổi sang Thần, cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã đồng thời là hàng xóm của cô. Bất kể sang thần đối xử lạnh lùng hay phủ phản từ chối, Tiểu Hy vẫn quyết tâm đeo bám không rời, khiến anh chàng cuối cùng cũng phải xeo lòng trước cô. Nhưng rồi, sóng gió ập đến khiến hai người nói lời chia tay, sang thần bỏ lên Bắc Kinh thực tập, để lại một mình Tiểu Hy ở lại thành phố cũ. Ba năm sau, Giang Thần trở về làm việc ở bệnh viện thành phố, tình cờ gặp được bà của Tiểu Hy đến chỉ thương tại đây. Giang Thần và Tiểu Hy gặp lại nhau, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu còn giang dở. Đảm nhận vai chính trong phim, Hồ Nhất Thiên được khán giả hài lòng đánh giá là Giang Thần bước ra từ tiểu thuyết. Anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai, diện mạo hơi lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ấm áp, phù hợp với hình tượng xoái ca ngôn tình. Bên cạnh đó, diễn xuất của Hồ Nhất Thiên cũng được đánh giá khá cao là một trong những hạt sống đáng kỳ vọng trong tương lai. Chuyên thể từ tiểu thuyết Tiểu phòng Bảo Hoa Hồng Thời Gian của tác giả mảng Tiêu Mạt Lời. Hoa Hồng Thời Gian trong gió báo kể về Cao Sơn, một anh chàng thông minh tài giỏi đem lòng yêu tần ốc. Thế nhưng, Đình mệnh trêu khi cả hai sinh ra trong gia đình có ân oán từ đời trước. Cha Cao Sơn có mối tình không đổi trời chung với gia đình Tần Ốc. Vì lý do đó, cuộc tình của cặp đôi trẻ gặp phải không ít những khó khăn trắc trở. Nhưng dựa vào tình yêu mãnh liệt, chân thành, cả hai đã vượt qua mọi sao cản, cùng nắm tay nhau hướng về phía trước. So với nhân vật giang thần ở phim trước, Cao Sơn của Hoa Hồng thời gian trong gió báo mang khí chất của một người đàn ông trưởng thành thâm trầm, quyết đoán trong công việc nhưng vẫn cố chấp với tình yêu. Truyền tình giữa cặp đôi trẻ có vui vẻ, lãng mạn cũng có trắc trở éo le giữa những ẩn oán, thù hận từ đời trước kéo dài tới hiện tại, lấy đi không ít tiếng cười cũng như những giọt nước mắt đồng cảm của khán giả. Bộ phim Thầm yêu Quất sinh Hoài Nam là phần tiếp theo của series Thành Xuân Vườn Trường của Bát Nguyệt Trường An, bao gồm Điều tuyệt nhất của chúng ta, xin chào ngày xưa ấy. Phim xoay quanh lạc chỉ do Hồ bằng khánh thủ vai, một cô gái bình thường, thầm mến chàng trai tài giỏi, ấm áp như ánh mặt trời thỉnh hoài nam do Hồ Nhất Thiên đóng vai. Lạc Trì vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân Thịnh Hoài Nam thi đỗ vào trường đại học tốt nhất. Sau đó, trải qua nhiều cơ duyên, cuối cùng quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng quá trình trưởng thành và áp lực cuộc sống đã khiến hai người trải qua không ít thử thách. Liệu rằng khi đối mặt với những khó khăn, Lạc Chỉ có thể tiếp tục giữ vững tình cảm với thỉnh Thoài Nam hay không? Giữa gia đình và tình yêu, cô sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Có vẻ Hồ Nhất Thiên khá thích hợp với những vai diễn soái ca vườn trường trong các tác phẩm ngôn tình đậm chất thanh xuân. Từ trước khi lên sóng, phim đã thu hút khán giả bởi loạt tạo hình điển trai chuẩn nam thần học đường của Hồ Nhất Thiên trong vai Thỉnh Hoài Nam không chỉ ngoại hình khả năng diễn xuất của hồ nhất thiên cũng được đánh giá là có tiến bộ hơn trước so với các tác phẩm trước đây đặc biệt phản ứng hóa học ngọt ngào giữa hồ băng khanh và hồ nhất thiên khiến phản hầm mổ không khỏi suýt xoa liên tục đẩy thuyền cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời thực thân ái chi ái hay còn được gọi là cá mực hầm mật hay là tác phẩm truyền thể từ cuốn tiểu thuyết thứ ba trong hệ liệt mật thất của tác giả Mạc bảo phì bảo gồm thần chi tả thủ, cá mực hầm mật và mật thất vây cá hồi. Nội dung của phần này tập trung khai thác sâu so về mối quan hệ của Ngài Tình và Ngô Bạch. Trước đó, vài ngô bạch ở cá mực hầm mật do Hồ Nhất Thiên thụ vai, anh chàng là em trai của Hàn Thương Ngôn, Gan Thần. Ngô bạch giữ trước hội trưởng câu lạc bộ chiến đổi mật thất KNK do gần thành lập và là một tuyển thủ thể thao điện tử, còn được gọi là thần chi tả thủ, bàn tay trái của Thiên Chúa. Khi mới 15 tuổi, Ngô Bạch đã giành chức vô địch trong một cuộc thi về điện tử. Bí mật về nickname DT được bật mí là có nguồn gốc từ Apple thành viên trong đội ngũ của Gun. Nếu ai đã xem cá mực hầm mật, sẽ thấy vai ngô bạch của Hồ Nhất Thiên thường đổi mũ lưới trai màu đen, phong cách trẻ trung, thể thao và cá tính. Bên cạnh đó, ngô bạch còn rất được ông nội cương chiều hết mực trong thần ái chi ái Ngô Bạch sẽ có cuộc tình dây dưa với ngài tình nickname là upperdog do Lý Nhất Đồng thủ vai cô là người tình cũ của đội trưởng đội Solo Vương Hảo cùng với đồng đội cũ của Hàn Thương Ngôn Thần Gân Ngô Bạch gia nhập làng esports cũng vì có sự hiện diện của cô Ngài tình được miêu tả như một cô gái mạnh mẽ, cá tính và có khí chất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh mỗi khi xuất hiện. Theo nguyên tắc, cuộc tình trong thân ái chi ái chắc hẳn sẽ là màn theo đuổi đầy lãng mạn của chàng phi công trẻ ngô bạch đối với đại tỷ ngài tình hơn mình tròn 3 tuổi. Phim Thân Ái Chi Ái chính thức ra mắt những tập đầu tiên trên WeTV từ ngày 5 tháng 2 năm 2021. 2020 được xem là một năm tương đối thành công của hồ nhất thiên khi liên tục ra lò các tác phẩm phim ảnh được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích. Cùng tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho hồ nhất thiên qua các chương trình bộ phim mới nhất của anh chàng phát sóng trên QTV nhé.